Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh học tiếng Anh online miễn phí. Tình huống tiếp theo chúng ta sẽ làm quen, đấy chính là tình huống chúng ta và bạn gái hẹn hò lén lút ở trong nhà vệ sinh nữ và có một cái sự hiểu nhầm xảy ra. Và bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe toàn bộ cái tình huống này. Ah, Jeremy, thanks for coming in to see me. Please, have a seat. Thank you, ma'am. Please, call me Joe. Okay, Joe. What can I do for you? Well, I wanted to talk with you in private about a matter that was brought to my attention by one of your co-workers, Belinda. She works in the accounting department, right? That's right. Anyway, Belinda told me that someone has been stealing all the toilet paper from the ladies' toilet. My goodness, why would anybody do that? God only knows, but here's the thing. Belinda tells me she's seen you hanging around the ladies' toilet several times. Ma'am, Joe, are you suggesting that I am the toilet paper thief? Well, are you? No, of course not. Then would you mind telling me why you've been hanging around the ladies' toilet? Well, you see, there's a girl who works in marketing. She and I are kind of dating. I usually meet her outside the toilets at lunchtime and we go and eat together. Oh, well, if you see anyone suspicious around there, please let me know. Certainly. I'll keep my eyes open. Bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe lại cái tình huống này để giúp các bạn hiểu rõ hơn về tình huống nhé. Ah, Jeremy. Thanks for coming in to see me. Please, have a seat. Thank you, ma'am. Please, call me Joe. Okay, Joe. What can I do for you? Well, I wanted to talk with you in private about a matter that was brought to my attention by one of your co-workers, Belinda. She works in the accounting department, right? That's right. Anyway, Belinda told me that someone has been stealing all the toilet paper from the ladies' toilet. My goodness, why would anybody do that? God only knows, but here's the thing. Belinda tells me she's seen you hanging around the ladies' toilet several times. Ma'am, Joe, are you suggesting that I am the toilet paper thief? Well, are you? No, of course not. Then would you mind telling me why you've been hanging around the ladies' toilet? Well, you see, there's a girl who works in marketing. She and I are kind of dating. I usually meet her outside the toilets at lunchtime and we go and eat together. Oh, well, if you see anyone suspicious around there, please let me know. Certainly. I'll keep my eyes open. Bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích các cái câu ở trong cái tình huống này. Câu đầu tiên. Ah, Jeremy, thanks for coming in to see me. Please, have a seat. Jeremy, cảm ơn bạn đã gặp tôi. Bạn ngồi đi. Thank you, ma'am. Cảm ơn sếp. Please, call me Joe. Hãy gọi tôi là Joe. Okay, Joe. What can I do for you? Được thôi. Tôi có thể giúp gì cho sếp? Well, I wanted to talk with you in private about a matter that was brought to my attention by one of your co-workers, Belinda. Tôi có một chuyện muốn nói riêng với bạn về một cái vấn đề được một trong số những cái đồng nghiệp của bạn Belinda đã nhắc tới. She works in the accounting department, right? Cô ấy làm ở phòng kế toán, có phải không ạ? That's right. Anyway, Belinda told me that someone has been stealing all the toilet paper from the ladies' toilet. Đúng vậy. Dù sao thì Belinda có nói với tôi là có ai đó đã lấy trộm tất cả giấy vệ sinh ở phòng vệ sinh nữ. My goodness, why would anybody do that? Ôi trời ơi, tại sao ai đó lại làm như thế chứ? God only knows, but here's the thing. Belinda tells me she's seen you hanging around the ladies' toilet several times. Chúa mới biết được chứ, nhưng có điều là Belinda đã nói với tôi rằng cô ấy nhìn thấy cậu loanh quanh ở phòng vệ sinh nữ một vài lần.
Ma'am, Joe, are you suggesting that I am the toilet paper thief? Sếp đang cho rằng tôi là kẻ lấy trộm giấy vệ sinh ư? Well, are you? Có phải vậy không? No, of course not. Không, tất nhiên là không rồi. Then would you mind telling me why you've been hanging around the ladies' toilet? Vậy cậu sẽ không phiền nói cho tôi biết tại sao cậu lại có mặt ở nhà vệ sinh nữ vậy? Well, you see, there's a girl who works in marketing. She and I are kind of dating. I usually meet her outside the toilets at lunchtime and we go and eat together. Sếp biết đấy, có một cô gái làm ở phòng marketing. Cô ấy và tôi đang hẹn hò. Tôi thì thường gặp cô ấy ở ngoài phòng vệ sinh vào giờ ăn trưa và chúng tôi cùng nhau đi ăn. Oh, well, if you see anyone suspicious around there, please let me know. Nếu cậu nhìn thấy bất cứ ai có khả nghi ở quanh đó thì hãy cho tôi biết nhé. Certainly, I'll keep my eyes open. Chắc chắn rồi, tôi sẽ để mắt đến. Thì đấy chính là toàn bộ cái tình huống hẹn hò trong nhà vệ sinh nữ của chúng ta và bị người ta hiểu lầm là người đi ăn trộm giấy vệ sinh, đúng không ạ? Và hy vọng là cái tình huống có ích đối với tất cả các bạn. Và các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh YouTube của mình để cùng mình học tiếng Anh mỗi ngày. Hẹn gặp lại các bạn ở các cái tình huống tiếp theo.